đời này không phải là nhận được tiền hay trúng số mà là có người khác dẫn bạn tới cái nền tảng cao hơn. Cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi em được biết đến Nguyễn Hải Châu Hiền và được biết đến cơ hội của Oriland. Anh Nguyễn Hải, chị Châu Hiền như ông bụt bà tiên đã giúp em từ một cô công nhân bé nhỏ trở thành một người thủ lĩnh thực sự tại Oriflame. Mà gặp anh chị là một cái sự may mắn, anh chị đã giúp cho em có một cái phương pháp kinh doanh thật là tuyệt vời để em có thể thay đổi được cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Lúc trước em là một bà mẹ bỉm sữa, chưa bao giờ có thu nhập mà 10 triệu trong tay. Nhưng mà thật ra bây giờ em đã có nhận số lương là 20 triệu. Anh chị như một phép màu đã xuất hiện đúng lúc và trao cho em cơ hội thay đổi cuộc sống trong lúc em đang bế tắc nhất. Chúng em là từ những nhân viên bệnh viện ngành y tại bệnh viện Nguyễn Di Phương với cái thu nhập là 5-7 triệu, nhưng mà khi qua cái lĩnh vực này được anh Hải và chị Châu Hiền dìu dắt và em đã lên tới cả hàng trăm triệu. Chị đã cho ra cái quy trình online giúp cho vợ chồng em thay đổi về công việc, thay đổi cuộc sống cũng như là giúp cho gia vợ chồng em đến gần nhau hơn. Anh chị đã giúp cho em và các anh chị em trong đội nhóm thay đổi cuộc sống rất nhiều. Em đã biết đến anh chị từ rất lâu và anh chị chính là nguồn cảm hứng để em quyết định chọn Oriflame là sự nghiệp của đời mình. Anh là người dẫn đường và chỉ lối cho em biết ngày mai và tương lai của em cần làm những điều gì. Chị là người luôn luôn ở bên, ân cần, an ủi, động viên và chia sẻ mỗi lúc em gặp khó khăn. Anh chị là người đưa đường, dẫn lối cho em đến những cái thành công mới và những cái mục tiêu mới trong cuộc sống của em. Những lúc trong cuộc sống em tưởng chừng như gục ngã và anh chị đã giang tay kéo em dậy. Dù anh chị ở đỉnh vinh quang là top leader Oriflame toàn cầu, nhưng trong lòng chúng em, anh chị mãi là người thầy, người bạn và người thân trong gia đình thứ hai. Và anh chị đã cho em những cái bữa cơm ăn cúng, những lúc tức là việc cùng nhau, rồi ngủ cùng nhau. Anh chị giống như là người cha, người mẹ thứ hai của em. Em vô cùng tự hào vì mình được nằm trong đội nhóm của anh chị. Và tụi em sẽ tiếp tục noi gương anh chị. Em cảm ơn anh chị, người bạn và người thân trong gia đình thứ hai đã luôn đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc tư ứng viên và dẫn dắt cả toàn đội nhóm đi theo con đường phát triển đúng đắn nhất. Em thay mặt cho toàn thể anh chị em trong đội nhóm cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị vì tất cả. Em và đội nhóm của em yêu anh chị rất nhiều. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị. Xin chân thành cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh Hải với chị Hiền rất là nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em yêu anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị yêu chị rất là nhiều. Nguyễn Hải, Châu Hiền ơi, em yêu anh chị rất là nhiều.